mến chào các bạn đã trở lại kênh và cũng không quên à, mến chúc các bạn một ngày thật là vui hôm nay mình xin gửi đến các bạn tâm tình của một người má ưa ừ, má đi lấy chồng đây là phần tiếp theo của lấy chồng nha má xin mời các bạn cùng theo dõi Trời mưa bong bóng phập phòng Má đi lấy chồng Con ở với ai Tôi ru nó Thì con gái tôi chứ ai Riết rồi tôi ở mình ơn Tới hồi nó biểu Lấy chồng nha má Ngẫm nó nói cũng đúng Khi không tôi cản trở đời nó Hãy tôi ở mình ơn Bụng nó sao đặn Để mà đi lấy chồng Hèn chi đi mần gì nó suối tôi đủ chuyện hết vô lớp nhảy đầm rồi tới vô lớp dâm ba rồi vô nhóm bơi lội tập tành chung với nó nói nào ngài con gái tôi trắng da dài tóc mơn mởn xuân thì nghe người ta khen nó đẹp tôi ưng trong bụng biết bao nhiêu mà nói con gái có lứa có thời không lo mà kết cặp có ngài treo góc bếp đặng lên trước bà cô mà tôi có mình nó cái chức bà cô coi mòi cũng hỏng có ổn luôn nữa chứ nghĩ cũng ngộ thời tôi làm đàn bà con gái khổ trăm bề trên có cái búa bự chán dưới thì có cái đe cũng chành bành lạng qua là bị ép dẹp lép như con cá he và con cá đuối búa rìu của bà con chòm sớm đe của gia pháp nghiêm minh chòm sớm có tốt cũng có xấu Chèn ơi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì mà truyền từ cửa này qua cửa nọ là có thêm chút muối, chút bột ngọt, thêm luôn thạch cao thạch tính. Nói chung là chuyện nhỏ như chiếc kim may biến thành cái đinh bù lon, có đầu, có đuôi, nghe rụng rời, trơn cẳng hết à. Gia Pháp nghiêm minh cũng truyền từ đời ông Bành, ông Tổ, theo dính ông Khổng, ông Không ở Tuốt ở bên Tàu mấy chả ép phụ nữ xuống thành hàng tôi tớ làm tùy thiếp hễ vui á thì ghé qua đêm mà hễ không vui á thì hen nhốt lại cùng cắm ủa tôi kể chuyện phim Tào ha mà thiệt có có thiệt ở trong sách tôi đọc à nha không tin kiếm đi là biết à cái gì mà tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu phu tử tòng tử tòng 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 vậy hết đời con gái người ta rồi còn cái gì nữa chỗ nào là người phụ nữ nữa chứ rồi cái búa nè cái đè nó phá không biết bao nhiêu cuộc đời mà nói thuyền ra cửa biển tình lan và điệp nửa đời hương phấn rồi tôi nữa nè con gái tôi nó biết láo nó tỉ tê kể ra thì tôi mới hay má im thinh không thèm nói gì cho tôi nghe má tưởng má giấu tôi nổi sao bà ngoại với lại dì tư kể cho tôi nghe ráo rồi má hồi đó má cả nể ai hồi đó má yêu ai thương ai là tôi biết hết á một nửa người đường ông á thì không thể nào tính là một được cho nên má dở dang cho nên má phải trốn hàng xóm bạn bè lên đà lạt ở tạm nhà dì tư cho tới ngày cái nét ngang má mất ngang đi á để cái bụng má nhỏ lại thành cái phận liễu buồn thiêu một mình nuôi tôi khôn lớn nè à. nghe nó tỉ tê kể nước mắt tôi tuôn dầm về ướt gối nó đâu có hay nhớ hồi tôi trắng da dài tóc ngu trơn à chứ có biết chi chuyện gái trai má tôi nói hễ nắm tay trai là có bầu hễ ngồi trên cái đòn á có thằng nào ngồi trước á còn ấm á thì cũng có bầu phải mà má tôi dạy cho tôi rõ ràng rành mạch là phải như con chó dính lẹo mới có bầu á thì tôi đã thủ canh cho kỹ có đầu để thằng cha của con gái tôi nó hung hãn chiếm đoạt tôi à, tôi bị nó nắm tay nắm có một lần à chả nắm rồi tôi thấy im re có bầu có bí chi đâu vậy là má tôi nói sai chứ sao tôi hết sợ chả tôi lờn nó như cá lần bơn thấy rõ hỏng về chân lờ đờ chui vô thì được mà chui ra thì không tôi nhớ trả uh, chả ghé tiệm mai của tôi cũng là cái nhà của ông chả cho tôi mướn lấy tiền tháng tôi chia tiền ra chả nắm tiền cùng với uh, tay tôi còn khen là tay tôi mềm như gấm lót uh, hột xoàn mượt như lụa tứ xuyên uh, tôi mắc cỡ mà rồi không biết ma quỷ ám sao Tôi đứng như trời trồng không có nhúc nhích Một lần được thì sẽ có một lần nữa Rồi tôi thiệt tình không nhớ hồi nào Chả ghé lấy tiền tháng Ngày một trễ hơn Trễ đây là trễ giờ chứ không phải là trễ ngày à nghe Hồi đó ghé buổi sáng Riết rồi cái ghé buổi trưa Mang theo cơm ngồi rỉ ra cà kê nói chuyện Rồi mời tôi ăn Từ trưa chả đổi qua chiều ăn cơm chiều rồi hóng dìa mới ngặt từ từ nắm lấy bàn tay chả chả nắm ráo đời tôi luôn con gái tôi nó rỉ rả kể rồi hen tôi khỏi phải nhắc lợi làm chi cho hổ người kiếm chỗ lùi mặt mà không kịp à. tôi nói rồi hồi mà tôi còn nhỏ đó tôi ngu thấy mẹ chứ đâu có như bây giờ tôi biết dạy con tôi đâu mà sai rồi nói vậy mới đúng nè à. Con gái tôi nó dạy tôi rành rẽ chuyện làm sao mà có bầu. Có bầu với người mình thương yêu á, thì mới tính. Chứ còn bị ép uổng như tôi á, là phải đi thưa ra tòa quan lớn. Không có cái gì mà phải mắc cỡ. Phụ nữ là phải có quyền la làng la sớm. Lôi mấy cái thằng xàm sở coi thường đàn bà con gái ra thành thiền bạch nhật. Cho toàn dân thiên hạ biết đặng chừa cái bản mặt nó ra. Hồi dưới quê á, còn thêm cái chuyện nắm tóc đường bà, đấm đá nữa chứ. Nhớ lại á, mà tôi còn rùng mình mà. Con gái tôi á, đi học ở trong trường ngoại quốc, nơi đàn bà con gái được cưng, sao con nít. Hãy lên tới cấp lớn vậy thì thì tụi nhỏ biết ráo nạo cái chuyện hồi đó mà má tôi giấu kín không bao giờ dám nói. Tôi theo kiểu má tôi úp mở nói cho con gái tôi nghe là coi chừng bị này nọ tại nó đi học chung với con trai chèn ơi thay vì tôi dạy nó thì nó dạy lại tôi má à đừng có lo cho tôi tôi biết ráo á à má trường tôi còn dạy tôi cách làm không có bầu nữa kìa muốn gì đợi học xong ra trường có nghề nghiệp rồi tính còn đi học có bồ có bạn cho vui không có sao ngoài chuyện này á thì nó còn kể tôi nghe chuyện nhiều bà không có bầu được phải kiếm người mang bầu giùm mới ngộ chứ chèn ơi chín tháng 10 ngày rồi cái bụng sình to rạn nứt thấy ghê mà mang giùm đẻ ra rồi sao ta tôi suy nghĩ mà lo rầu giúp cho thiên hạ máu mũ chung dòng đẻ ra nó giao cho người ta cái rụp kiếm hết tiền xài đâu được nhiêu rồi mất tiêu mất tiều thiệt là kinh thiên động địa mà Ừa. Con gái tôi nó biết ráo à Nên nó la tôi hà rầm cái chuyện ưa tuổi thân Nhắc tới chồng là khóc Tại tôi chưa có chồng mà có nó Tôi ôm mối nhục Khóa kính cổng trái tim chàng tới một chục ổ khóa Ai tôi cũng không ưa Bài đặt đòi bắt tay tôi là tôi chạy thục cả lùi cả trăm thước Cả đám người tôi quen nói là tôi làm cao Dòm ai cũng tưởng người ta theo làm thân Thiệt ra là tôi tuổi tôi sầu Tôi lo người ta biết chuyện cười chê tôi ngu, nông nổi. Nhờ con gái tôi nó khui ra, tôi mới hay tôi ngu thiệt sự chứ không phải là ngu thường à nghe. Chuyện qua rồi cho nó qua như phà qua bến khác, mắc chi mà trì kéo nó phải không? Cái rồi à, tôi gặp ảnh, Mèn ơi, Ảnh ca không hay mà ảnh đờ nghe cũng dở Mà sao tôi cảm ở trong lòng Tại cái giọng của ảnh thiệt thà Không có láng lẫy Ảnh là chú họ xa của gia đình thằng nghĩa tế tương lai của tôi Má của thẳng tới thăm má con tôi Rồi tôi qua thăm lại Rồi tiệc Rồi karaoke Rồi ảnh ôm đờn hát tôi yêu cầu ảnh hát bài duyên thề ảnh nói bài đó ảnh thích thiệt cho nên ảnh hát liền một hơi luôn rồi cá cắn câu không biết ai là cá ai là câu mà hễ thằng nghĩa tế tương lai tới thăm con gái tôi là có ảnh cái rồi ngày á là ngày tôi đi lấy chồng người chồng thiệt tình thương yêu tôi ảnh nói cho tôi nghe ráo chuyện đời của ảnh cũng đau lòng đứt đoạn khúc khúc chứ đâu có tròn vẹn chi mà trời xui sao lúc gặp tôi á lòng ảnh vấn dương như gặp lại người xưa ở trong mộng ây dạ, tôi tính toán tới cấp hằng số chứ đâu có ngu như hồi đó mà dễ bị gạt bởi cái lời ông tiếng bướm tôi dòm ảnh bằng kính lúp coi có tính lường gạt chi tôi không coi ảnh có vui lòng theo ý của tôi không có mạnh khỏe để tôi khỏi nấu cháo hầu ảnh thay vì ảnh cạo gió sức dầu cho tôi không tôi cà kê rình đập dò hỏi ngang hỏi xéo coi ngân hàng của ảnh có hơn tôi hay là ít ra cũng ngang con số giống tôi không tôi soi kỹ tới con gái tôi nó la làng má tôi chấm ổng cho má tôi cho ổng tới nhà, tôi tìm dịp cho má gặp ổng, tôi đứng từ xa điều khiển cho hai trái tim bị thương tìm đến nhau đặng mà ráp lại, má đừng có lo kèn cửa với người hiền mà tội người ta, tôi chắc kỹ rồi, ổng xứng đáng làm cha dượng tôi rồi, má ừa nghe má, mèn ơi, tôi ổn ẻn nói ừa, lúc ảnh hỏi chịu về nhà tôi nấu cơm chung với tôi không mơ là tôi đi lấy chồng, tôi treo cái áo dài màu thiên thanh hy vọng có điểm hoa cúc trắng rơi rơi. Cái hoa này con gái tôi nó biết tôi thích nên kiếm mua cho được. Hồi nó còn nhỏ, tôi ưa bức bông cúc, chỉ nó cách đếm mà cánh hoa. Đoán coi á là tôi yêu nó bi nhiêu, một chút, thiệt nhiều, không yêu. Rồi có khi á tôi cắt cả bó kết cho nó đội lên đầu chụp hình trong tiềm thức giấu kín trong não của tôi á là ngày làm cô dâu có hoa đội đầu có hoa cầm tay giống y chang hình tôi thấy ở trên báo tây báo mỹ con gái tôi thiệt chu đáo mà nó mang về sắp giải tôi trầm trồ đúng ý rồi cái đầm so rê màu khói hương điệu đàn dài qua gót hợp với đôi dài màu xám tro thanh cảnh tóc tôi thì nó kêu thợ nhuộm hai lai cuốn lọn lọn chuẩn bị cho ngày tôi đi lấy chồng khách nó mời ngoài gia đình tôi thì gia đình ảnh là đám bạn của nó với thằng nghĩa tế tương lai chắc cũng chục bạn không ít nơi nó tổ chức đám cưới cho má nó trên cái ngọn đồi dòm xuống thung lũng xanh lè màu cỏ nó nói hồi dẫn tôi tới coi á hễ chiều có nắng á là chuyển qua màu hồng cho má coi chụp hình cưới lãng mạn kể chi nhớ dựa đầu vô vai dượng đó nghe tôi hỏi bay làm đám cưới cho má đặng lấy kinh nghiệm tổ chức đám cưới cho con phải không nó cười nói tôi suối má đi lấy chồng thì tôi phải lo cho má tới nơi tới chốn chứ má lo đi ngủ sớm ngồi thẫn thờ chi mà cái mặt không có tươi ngày mơi sáng sớm có người tới nhà trang điểm làm tóc cho má đó cỡ chừng 10 giờ là phải xong hết mọi chuyện à nghe đi xăm á tôi ngâm sẵn nè má uống một chút đi đám hoa trang trí hen rồi bó hoa cho má cầm nghe màu xanh tiệp với áo dài mà má mặc tôi với đám bạn kết xong á rồi đó à, bánh trái người ta cũng giao tới tận nhà má nhớ nhắc người ta cài cái lượt có hoa màu xanh lục tôi để sẵn ngay bàn trang điểm cho má đó tiệc tối bận so rê nhớ coi chừng đạp gấu áo y mà khỏi lo đi lúc đó có dượng diều mà sợ gì chèn ơi thở nào mà người ta nói áo mặc không qua khỏi đầu Phở nay con gái tôi nó chồng áo qua đầu cho tôi nè trời. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.